Kính thưa tất cả quý vị trưởng thượng, kính thưa hòa thượng Thích Huyền Việt, kính thưa tất cả quý vị trong hội đồng liên tôn, thật là một vinh dự cho cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận khi có sự đoàn kết của những người trong quân đội. Lý do rất đơn giản thưa quý vị, cộng đồng như một cái máy, nhưng mà ở dưới là sườn và cột là kèo, đó chính là các hội đoàn quân đội. Sự đoàn kết vững mạnh của hội đoàn quân đội chính là sự đoàn kết của cộng đồng. Nếu các hội đoàn quân đội gặp những sự phân hóa và khó khăn thì cái mái nhà tức là cộng đồng cũng sụp theo. Cho nên trách nhiệm của cộng đồng là phải hỗ tương, giúp đỡ và tạo điều kiện để cho các hội đoàn quân đội tổ chức ngày quân lực thành công. Và chúng tôi tin rằng năm nay thành công, năm tới thành công hơn nữa, cho đến một ngày nào đó chúng ta đưa ngọn cờ vàng qua sông đỏ trở về quê hương, chúng ta cắm ngọn cờ vàng qua sông đỏ từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn, đó là mục tiêu của chúng ta. Và thưa quý vị, đó là niềm vui và hãnh diện. Nhưng mà hãnh diện hơn nữa khi nhắc đến cờ vàng qua sông đỏ, chúng ta trong tinh thần quân lực, thưa quý vị, là tổ quốc danh dự và trách nhiệm, thì chúng ta lại có một vị dân biểu, đó là anh Hưu Quốc Võ. Anh mang tinh thần trách nhiệm của anh là một người quốc gia, thưa quý vị, cho nên anh đã vận động thành công dự luật hạ cờ đỏ ở tại các trường học. Và như vậy cho nên cộng đồng, thưa quý vị, vì trường UFS đã hạ cờ đỏ, cộng đồng sẽ tổ chức vào ngày 19 tháng 7 ngay tại Ocean Palace, thưa quý vị, chủ nhật ngày 19 tháng 7 6 giờ chiều, để chúng ta